Peggy 12. Dường như những tựa game mobile đang ngày càng hướng tới việc lột tả yếu tố nghệ thuật nhiều hơn, cố gắng mang đến cho game thủ những giá trị gameplay sâu sắc dựa trên nền đồ họa và âm thanh sáng tác công phu. Tính đến thời điểm hiện tại, game mang trong mình đồ họa đẹp mắt không chỉ gói gọn trong các hệ máy PC hay console nữa. Nay game di động cũng đã có sự đầu tư đáng đồng tiền bát gạo về mặt hình ảnh, giúp cho game thủ cảm nhận được một bức tranh màu sắc đa dạng thanh thoát nhưng có sức hút vô cùng mãnh liệt. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Token Channel. Trong video này hãy cùng mình tìm hiểu top 10 game mobile mới có đồ họa đẹp trong năm 2017 này nhé. Street Fighter 4 Champion Edition. Mới đây, cộng đồng game thủ thế giới và những fan hâm mộ series đối kháng đình đám này lại được một phen vui sướng tột cùng khi Capcom đã chính thức phát hành phiên bản nâng cấp đặc biệt của Street Fighter phần 4 trên nền tảng mobile. Đây là phiên bản siêu khủng của phần game gốc chào sân cách đây 7 năm, hứa hẹn sẽ kế thừa và phát huy tối ưu người đàn anh đi trước. Game được nâng cấp đáng kể, bao gồm cải tiến về cơ chế điều khiển cùng đồ họa tân tiến hơn nhiều. Game cũng cho bạn lựa chọn hình thức đấu với máy hoặc đấu trực tiếp với người chơi khác thông qua kết nối Internet. Mr. Future Ninja. Tựa game này sẽ đưa bạn đến với phong cách hành động của những ninja mà chúng ta vốn quen thuộc trong văn hóa Nhật từ trước đến nay. Tại đây không hề có những pha đi càng hay chặt chém điên cuồng kẻ thù, mà bạn phải đóng vai trò của một ninja và giữ bí mật chính là yếu tố quan trọng nhất. Game còn gây ấn tượng mạnh mẽ thông qua phong cách đồ họa vô cùng cá tính và độc đáo. Ở đó, khung cảnh màn chơi vốn chỉ là những không gian chật hẹp nhưng lại mang các chi tiết hết sức vui mắt, đã biến cái tên này trở thành một tựa game hành động bí mật đúng nghĩa. Project Tokyo Dome. Đây là một tựa game mang phong cách anime pha trộn giữa hai thể loại hành động và nhập vai. Nhiệm vụ của bạn trong game là phải tiêu diệt hết tất cả những con quái vật cực kỳ đa dạng, từ khủng long quái vật biển cho đến lợn rừng và nhiều loại quái vật dị dạng khác nhau. Mặc dù không có một cốt truyện chính nhưng game vẫn mang lại những yếu tố gây nghiện thú vị cho người chơi. Và nhờ vào việc áp dụng đồ họa 3D tân tiến, nên game được đánh giá là không hề thua kém những sản phẩm cùng thể loại trong làng game di động hiện nay. Hứa hẹn sẽ đem lại cho game thủ những phút giây trải nghiệm game được đẩy lên mức cao nhất. Mafia Revenge. Vì được lấy bối cảnh thời đại Mafia những năm thập niên 20, do vậy bạn sẽ không khó để nhận ra tất cả phần thiết kế nhân vật cũng như vũ khí đều mang đậm hơi hướng cổ điển. Tham gia từ game này, bạn sẽ được chìm đắm trong những trận đấu solo thời gian thật cực đã và tận hưởng cảm giác chiến thắng với một người xa lạ để trở thành người anh hùng trong tích tắc. Ngoài ra, game cũng cho phép bạn tuyển mộ thêm đàn em về dưới trướng với mục đích mở rộng lãnh thổ cũng như bành trướng thế lực của mình. Outer Pioneer. Bối cảnh của tựa game này diễn ra tại một hành tinh xa xôi cách xa trái đất hàng tỷ năm ánh sáng. Và cũng tương tự như các tựa game bắn súng 3 chiều với góc nhìn thứ 3, game tận dụng lối chơi ẩn nấp chiến thuật khi nhân vật chính phải đối đầu với những con quái vật ngoài hành tinh hung tợn.
Mỗi bản đồ trong game đều được xây dựng với những địa hình vô cùng lý tưởng, để người chơi có thể dễ dàng lẩn trốn trước hàng đàn quái vật, hoặc có thể càn nát chúng bằng những vũ khí tối tân hiện đại nhất. I've never met her before, right? No. The world's a lot bigger than you think it is, Jesse. There she is. Incredible! Those statues. My sword! I can almost reach it! Don't worry! I've got it! The town's in danger. I stopped it for now, but I think this can help me fix it. Minecraft Story Season 2. Tựa game này được kỳ vọng sẽ tiếp nối sự thành công của Minecraft Story Mod vốn đã rất nổi tiếng trên thế giới. Game không chỉ được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của Cellshap Game hay Mojang, mà còn ra đời từ tâm huyết của rất nhiều người chơi đam mê Minecraft. Câu chuyện của game sẽ là sự tiếp nối của các sự kiện đã diễn ra trong Minecraft Story Mod. Thế nên tất nhiên những quyết định mà bạn đã đưa ra trong phần trước sẽ tiếp tục cho thấy hệ quả trong phiên bản lần này. Dẫu vậy, để thưởng thức tựa game này một cách thú vị nhất, bạn không nhất thiết phải trải nghiệm phần game trước đó, cho dù đây là điều rất được nhà làm game khuyến khích. Killshot Virus. Tựa game này sẽ cho bạn được nhập vai vào những tay súng thiên xà nhằm hạ gục đám zombie ghê tởm, cũng như phải ngăn chặn sự lây lan của virus chết người. Và hy vọng duy nhất của việc giải cứu nhân loại khỏi sự tuyệt chủng phụ thuộc vào chính người chơi. Vì là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất và sở hữu đồ họa 3D cực kỳ chi tiết và sắc nét, game sẽ đưa bạn trải nghiệm hơn 100 nhiệm vụ đầy thử thách để ngăn chặn sự lây lan của virus. Game cũng sở hữu một kho vũ khí khổng lồ được chăm chút cẩn thận cả về ngoại hình lẫn sức mạnh. Và ngoài việc mua vũ khí tại shop trong game, người chơi còn có thể nhặt những khẩu súng của những người bị hạ gục để sử dụng khi tham chiến. Enemy Watcher. Đây là một game mobile hành động có đề tài quân sự được xây dựng trên nền tảng đồ họa 3D hiện đại. Game mang trong mình những điểm mạnh nhất về thủy chiến, cùng rất nhiều loại chiến hạm tàu chiến trên chiến trường của Thế chiến thứ 2. Và nhiệm vụ của bạn sẽ là chèo lái chiến hạm của mình tham gia vào những trận chiến ác liệt nhất. Mô hình các tàu chiến cũng được mô phỏng dựa theo các mẫu vật có thật trong chiến tranh thế giới thứ 2 đến từ nhiều cường quốc trên thế giới. World War Hero. Lấy bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2, tựa game này sẽ một lần nữa đem bạn đến với những chiến trường khốc liệt tại bãi biển Normandy hay thậm chí là cuộc vây hãm Berlin. Tham gia vào game, bạn sẽ được lựa chọn trở thành một người lính phe Liên Xô hoặc Fascist. Đặc biệt, game đã diễn tả rất thật về vũ khí khi mỗi khẩu súng có thông số, tầm bắn và độ dày khác nhau. Đồ họa của game cũng mang lại một điểm nhấn đặc biệt khiến người có thể ngờ rằng một game trên di động lại đẹp đến thế. Game diễn tả hoàn hảo các hiệu ứng cháy nổ và súng ống thể hiện rõ ràng sự khốc liệt của chiến trường thế chiến. Dead Rival. Về bản chất thì đây vẫn là một tựa game hành động nhập vai thuần túy. Người chơi sẽ được lựa chọn một trong ba nhân vật cơ bản với bộ kỹ năng khác nhau để bắt đầu chuyến phiêu lưu. Game được thiết kế với lối di chuyển theo góc nhìn thứ ba pha lẫn yếu tố action, nên bạn sẽ phải chiến đấu với lũ zombie bằng những vũ khí trang bị sẵn có. Điểm đặc biệt trong game chính là khả năng chiến đấu của bạn không còn là xả súng thoải mái như các game cùng thể loại, mà phải dùng những món đồ vật tầm thường để cận chiến tay đôi với lũ xác sống, trong khi phải tiết kiệm từng viên đạn để sử dụng cho thật hợp lý. Vì lũ zombie trong game không hề đơn giản mà chúng vô cùng hung hãn và cực kỳ nhanh nhẹn.
Bạn đánh giá như thế nào về 10 tựa game này? Hãy cho mình biết ý kiến bằng cách comment bình luận của bạn bên dưới video này. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Token Channel và cập nhật những thông tin game và công nghệ thú vị mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.